Vâng, em lại xin chào các bác yêu lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay em lên rất là nhiều các cái siêu phẩm để bán cho các bác nhé. Đây là một giò gà rừng của Lai Châu nhé các bác nhé. Chất cây các bác nhìn đã đời chưa? Đấy. Đây là đa số là toàn thân hoa thôi nhé các bác nhé. Đa số toàn thân hoa này. Mã số 1 nhé các bác nhé. Đây, cho các bác nhìn. Chất cây vàng óng nhé. Mã số 1 của em có giá là 450.000 nha các bác nhé. 450.000. Đã đời chưa các bác? Vàng óng luôn. Mã số 2 này các bác này. Giò gà tiếp theo này. Mã số 2 này. Cái này thì cây nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà cũng rất là nhiều cây. Đấy. Nhưng mà năm nay vẫn ra hoa bình thường nha các bác nhé. Vẫn ra hoa. Bảo hành các bác vẫn ra hoa. Mã số 2 của em có giá là 350.000 nha các bác nhé. 350.000 cho mã số 2. Gà Lai Châu đẹp mỹ mãn luôn các bác nhé. Đấy. Đẹp cực kỳ luôn. 350.000 cho mã số 2. Mã số 3 này các bác này. Một trụ tam bảo sắc to bự như này nhá. Mã số 3 của em có giá là 600.000 nhá. 600.000 cho mã số 3 nhá. Tam bảo sắc nha các bác nhá. Hôm nay em lên toàn siêu phẩm luôn. Mã số 4 này các bác này. Siêu phẩm tiếp theo này. Đấy. Hoàng thảo vôi nhé các bác nhé. Mã số 4 của em có giá là 600.000 nhé. 600.000 cho một cái bảng to bự như này nhé các bác nhé. Khi mà nó nở hoa thì như một cái rèm hoa luôn nhé. Mã số 4 600.000. Mã số 5 này các bác này, vẫn là hoàng thảo vôi nhé. Cũng có giá là 600.000. Cũng có giá 600.000 nha các bác nha. Cái này thì nó đang xuống lá rồi, nó đang vàng lá nha các bác nha. Đấy. Mã số 5 của em cũng có giá 600.000. Mã số 6 này các bác này. Mã số 6 đây là một chậu hạc vĩ trắng tinh nha các bác nha. Có 1 thân, 2, 3, 4 thân nha các bác nha. 4 thân như này. Hạc vĩ trắng nhá, hoa trắng tinh nhá, với cả mấy cây con ở trên này nữa nhá. Đấy. Như này nhá các bác nhá, mã số 6 nhá. Mã số 6 của em có giá 250.000. 250.000 cho mã số 6. Mã số 7 này các bác này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 thân. Mã số 7 nha các bác nha. Vẫn là hạc vĩ trắng tinh nha. Của em có giá là 650.000. 650.000 cho mã số 7, hạc vĩ trắng tinh nha. Mã số 8 này các bác này, một chậu gà trắng tiếp nha. Mã số 8 nha, của em có giá là 480.000 nha. 480.000 cho mã số 8 nhé. Mã số 9 này các bác này, một giò long tu đá tím nha các bác. Cái này thì nó đã rụng hết lá rồi. Đấy, rụng hết lá rồi. Long tu đá tím của vùng đất Sìn Hồ Lai Châu nha các bác nhé. Một thân hoa này, 2 3 4 5 6 7 thân hoa. Mã số 9 nha các bác nhé. Đấy, đẹp long lanh như này nhá. Mã số 9 này, số 10 nhỉ. Mã số 9 nha các bác nhá. Của em có giá là 220.000. 220.000. Cái này nó phân bố ở cái vùng núi đá của huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu các bác ạ. Cho nên là hoa nó rất là đẹp luôn, cái dòng đặc thù. 220.000 cho mã số 9. Long tu đá tím nha các bác nhá. Mã số 10 này các bác này. Mã số 10 đây là một chậu kiều tím miền Trung nha các bác nhá. Mã số 10 của em có giá là 350.000.
350.000 kiểu tím miền Trung. Mã số 11 này các bác này, đây là một chậu trầm dòng đỏ nha các bác nhá. Có một thân này, 2 3 4 6 thân nha các bác nhá. Mã số 11 nhá, của em có giá là 180.000 nha các bác nhá. 180.000 cho mã số 11. Mã số 12 này vẫn là trầm dòng đỏ nha các bác nhá. Cái này có 5 thân. 5 thân nhưng mà một có thân rất là dài luôn các bác ạ. Đấy. 5 thân nhá. Mã số 12 của em có giá là 180.000, 170.000 thôi các bác nhá. 170.000. Mã số 13 này các bác này. Đây là một chậu trâu nhá. Trâu này trâu rừng nhá, không phải trâu Thái đâu nhá các bác nhá. Mã số 13 của em có giá là 380.000. 380.000 nha các bác nhá, hai cây. Còn cây này nó đang đẻ thêm một con nữa bên trong nữa này các bác nhá. Mã số 13 của em có giá 380.000. Cây này thì đang có nụ nha các bác nhá. Cây này có đang một nụ này. Hai nụ này, ba nụ, cây to này là ba nụ này các bác nhá. Còn cây con này thì đang một cái nụ đang sưng nhá. Đấy, 380.000 cho mã số 13. Mã số 14 này, ba cây VIP như này nhá. Mã số 14 của em có giá là 500.000 nhá. 500.000 ba cây trâu rừng nhá. Cho mã số 14. Mã số 15 này các bác này, vẫn là trâu rừng nha các bác nhá. Mã số 15 của em có giá là 400.000. 400.000. Thôi lấy các bác 380.000 thôi. Cho mã số 15 nha các bác nhá. 380.000 cho mã số 15. Mã số 16 này các bác này, đây là một chậu kiều mỡ gà nha các bác nhá, hoa vàng óng nhá. Mã số 16 của em có giá là 350.000 nha các bác nhé. 350.000 cho mã số 16 kiểu mỡ gà. Mã số 17 này các bác này, kiểu vuông lộc bắc nhé. 220.000 nha các bác nhé, cho mã số 17 nhé. 220.000. Mã số 18 này các bác này, đây là kiều trắng tinh nhá. 350.000 nha các bác nhá, cho mã số 18 kiều trắng. Kiều trắng hoa trắng tinh nha các bác nhá. 350.000 cho mã số 18. Mã số 19 này các bác này, một giò tam bảo sắc này. Tam bảo sắc nha các bác nhá, hoa cực kỳ thơm. Mã số 19 của em có giá là 220.000. 220.000 nha các bác nhé. Mã số 20 này các bác này, đây là một giò kiều tím nha các bác nhé. Một giò kiều tím cũng tương đối là đẹp đây các bác này, thuần trên một cái cục dớn này về các bác chỉ treo lên trong kế bình thường thôi. Mã số 20 nha các bác nhé, của em có giá là 380.000. 380.000 cho mã số 20, rất là đẹp luôn nha các bác nhé. Mã số 21 này các bạn này, một giò to bự như này này. Đấy, to bự như này nha các bạn nhá. Mã số 21 của em có giá là 1 triệu nha các bạn nhá. 1 triệu nhá. Mã số 21 vẫn là kiểu tím nha các bạn nhá. Đấy, có giá 1 triệu cho mã số 21. Mã số 22 này các bạn này, đây là một giò kiều mỡ gà này, đẹp chưa? Kiều mỡ gà nha các bác nhá. Mã số 22 của em có giá là 350.000 nhá. 350.000 cho mã số 22. Kiều mỡ gà. Ê.
mã số 23 này các bác này, kiểu mỡ gà tiếp này. Mã số 23 của em có giá là 320.000 nhé, 320.000. Mã số 23 nha các bác nhé, 320.000 mã số 23. Mã số 24 này các bác này, kiểu vuông lộc bắc nhé, kiểu vuông lộc bắc, mã số 24 nhé, của em có giá là 250.000, 250.000 kiểu vuông lộc bắc. Mã số 24 mã số 25 này các bác này, kiểu vuông lộc bắc tiếp này. Đấy, rất là đẹp luôn nhé. Mã số 25 kiểu vuông lộc bắc của em cũng có giá là 250.000 cho chậu kiểu vuông lộc bắc như này nhé các bác, rất nhiều thân, 250.000 mã số 25. Mã số 26 này các bác này, một siêu phẩm này, một siêu phẩm trâu này các bác này, nhìn toàn cây vip thôi nhé, đang nụ nhá, một nụ hai nụ, ui rồi cây bên này này, cây bên này một nụ hai nụ ba nụ bốn nụ này, cây ngoài cùng bên này một nụ hai nụ ba nụ này, ba nụ là bảy này, cây bên trong, cây bên trong hơi khó nhìn, cây bên trong hình như em chưa thấy có nụ đâu các bạn. Đấy. Mã số 26 nhé các bạn nhá, cây bên trong chắc chắn là có nụ nhưng mà em chưa nhìn thấy. Mã số 26 này các bác này, vip như này nhá, của em có giá là 800.000 nhá, 800.000 cho mã số 26 nha các bác nhá, rất là vip luôn, siêu phẩm đấy các bạn. Mã số 27 này các bác này, mít đồng xu này, đẹp chưa, mít đồng xu nhá, cái này mít đồng xu nhá. Mã số 27 của em có giá là 560.000 nhé, 560.000 mít đồng xu, trâu là trâu rừng nhé các bạn nhé, không phải là trâu Thái nhé, nó là trâu rừng không phải trâu Thái đâu nhé. Mã số 28 này các bạn này, vẫn là trâu này, vẫn là trâu vip như này nhé. Mã số 28 của em cũng có giá là 560.000, cũng có giá 560.000 nha các bác nhé, cho mã số 28. Mã số 29 này các bác này, trâu tiếp này, trâu nhá, nhỏ nhỏ xinh xinh như này nhá. Mã số 29 của em có giá là 300.000, 300.000 ba cây nhỉ, nhỏ nhỏ xinh xinh này nha các bác nhá, các bác nhìn kỹ giúp em vào nhá. Đấy, 300.000 mã số 29. Mã số 30 này các bác này, hai cây, một cây mít đồng xu, đấy, cây mít đồng xu này, một cây con này. Mã số 30 của em có giá là 220.000 nha các bác nhé, 220.000 cho mã số 30. Mã số 31 này các bác này, đây là một chậu đen rô đỏ nhé, đen rô đỏ đang nụ này các bác này. Mã số 31 của em có giá là 250.000 nhé, 250.000 nha các bác nhé, cho mã số 31 nhé, đen rô đỏ nhé. Mã số 32 này các bác này, mã số 32 đây là một chậu long tu xuân nhé, một giò long tu xuân nhé, của em có giá là 220.000, 220.000 nha các bác nhé, cho mã số 32. Đang có nhạc các bạn. Mã số 33 này các bác này, một giò hoa hồng đỏ như này nhé, hoa hồng đỏ này. Mã số 33 của em có giá là 180.000 nhé, 180.000 cho mã số 33, hoa hồng đỏ. Mã số 34 này các bác này, một bảng hạc vĩ thiên cung lữ bố nhé, một bảng hạc vĩ thiên cung lữ bố này các bác này, mã 34 này, hoa bảo hành các bác, hoa tím đậm nhé, đẹp nhé. Mã 34 của em có giá là 350.000,
350.000 hạt vĩ thiên cung lữ bố. Mã số 35 này các bác này, vẫn là hạt vĩ thiên cung lữ bố nha các bác nhé. Vẫn là hạt vĩ thiên cung lữ bố này. Mã số 35 của em có giá là 350.000 nha các bác nhé. 350.000 cho một cái bản hạt vĩ thiên cung lữ bố như này nhé. Tiếp theo này các bạn này, hoàng thảo vôi này, hoàng thảo vôi nhá, mã số 36 nhá các bạn nhá, mã số 36 hoàng thảo vôi nhá, hoàng thảo vôi có giá là 250.000, mã số 36 hoàng thảo vôi. Vôi thì nó xuống hết lá nha các bạn nhá, vôi xuống hết lá, mã số 36. Mã số 37 này, vôi này các bác này, hai bảng dính liền nhau này. Mã số 37 của em có giá là 300.000, hai bảng dính liền nhau như này nha các bác nhé. Đấy, chỗ cái bảng này thì nó bị đè nên nó gập mất mấy thân nha các bác nhé. Đấy, 300.000 nha các bác nhé. Rồi, trên đây toàn bộ video nhà em có ngày hôm nay thì mong các bác ủng hộ nhé. Em xin chào tất cả các bác.